JetGo xin được chào các bạn. Đối mặt với những mối đe dọa tiềm tàng từ thảm họa hạt nhân, dù tin hay không, các nhà máy điện hạt nhân hay khu vực tái chế hoặc những địa điểm sản xuất vũ khí với năng lượng nguyên tử vẫn liên tục mọc lên. Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA công bố, tính đến thời điểm JetGo làm video này, trên toàn thế giới có hơn 450 lò phản ứng điện hạt nhân đang vận hành công khai và cộng thêm hàng tá các cơ sở khác sử dụng loại năng lượng này hoạt động trái phép thì nguy cơ tiềm tàng về những thảm họa hạt nhân có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Bên cạnh đó, số người tử vong và bệnh tật do thảm họa hạt nhân gây ra rất khó để theo dõi và kết quả thường mang tính dâu ông nọ thì cắm cằm bà kia, gây nhiều tranh cãi khi đưa ra công chúng. Chính vì thế, để đánh giá mức độ ảnh hưởng, người ta đã đưa ra thang đo sự kiện hạt nhân và phóng xạ quốc tế INES. Trong video này, hãy cùng JetGo nhìn lại 7 thảm họa hạt nhân kinh hoàng nhất lịch sử theo thang đo INES để thấy được mức độ tàn phá mà con người đã phải gánh chịu khi chưa kiểm soát được những công nghệ do chính mình tạo ra. Trước hết, dành cho bà con nào chưa biết, thang đo INES đã được ra đời vào năm 1990 bởi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Mục đích của nó là tương tự như thang đo động đất, cũng dùng để thông tin nhanh chóng và kịp thời về mức độ ảnh hưởng của những trường hợp động đất, hoặc ở đây là các tai nạn hạt nhân. Thang phân loại sự kiện hạt nhân quốc tế INES áp dụng với các nhà máy điện hạt nhân, cơ sở sản xuất hay lưu giữ vật liệu phóng xạ hay có bức xạ và kể cả sự cố trong vận chuyển vật liệu này. Tương tự thang phân loại theo độ mạnh động đất với 7 mức, thì thang INES cũng chia ra 7 mức từ thấp đến cao. Trong thang phân loại, các mức cao từ 4 đến 7 được gọi là tai nạn, còn các mức thấp từ 1 đến 3 được gọi là sự cố, và không kể mức thấp 0 với mức ảnh hưởng không đáng kể về mặt an toàn và được đặt ra ngoài thang phân loại. Dưới đây là một số thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại được ghi nhận và thứ tự được tính theo thang chuẩn quốc tế về thảm họa hạt nhân INES. Đầu tiên là sự kiện tại phòng thí nghiệm Chalk River tại Canada vào năm 1952. Sự cố xảy ra vào ngày 12 tháng 12 năm 1952 khi có sự cố điện và mất một phần chất làm mát trong lò phản ứng hạt nhân đã dẫn đến hư hại vô cùng nghiêm trọng cho lò NRX. Đây là một lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân của Phòng Thử nghiệm Nghiên cứu Quốc gia đặt tại Ontario của Canada. Một người công nhân vô tình mở 4 van điều chỉnh áp suất của hệ thống, các thiết bị an toàn vận hành dẫn đến hàng loạt sai lầm khác nhau. Bởi xử lý kém và chậm trễ, không chỉ heli mà hydro và các khí khác được tạo thành do nhiệt và các phản ứng hóa học trong thanh nhiên liệu đều có mặt bên trong và thoát ra khỏi lò gây ra vụ nổ lớn. Một lượng lớn nước làm lạnh chất thải phóng xạ rò rỉ vào thiết bị. Sau khi khám xét, có khoảng 4.500 mét khối nước phóng xạ ngập sâu tới 1 mét trong hầm của tòa nhà và tình cảnh y hệt như Sài Gòn vào mùa mưa. Lượng nước còn lại cũng bị đổ vào các rãnh nước cách biên giới sông Ottawa khoảng 1,6 km. Bên cạnh đó, người ta ước tính rằng các sản phẩm phân hạch từ khoảng 30 kg uranium được giải phóng vào không khí. Chất lượng không khí bên trong tòa nhà NRX bị ảnh hưởng chủ yếu do nước làm mát bị ô nhiễm thoát ra ngoài. Việc ngăn chặn lượng khí này thoát ra ngoài môi trường là quá khó và những biệt đội dọn dẹp khó có thể trở tay thay quần áo. Không rõ là vì truyền thông khi đó còn lạc hậu hay đã có một bàn tay vô hình nào đó nhúng tay vào hoặc một sự ẩn giấu thông tin từ phía chính quyền mà khi họ công bố thì không xuất hiện bất cứ con số ghi nhận nào về việc tử vong liên quan tới vụ tai nạn này. Tuy nhiên, con số bị nhiễm phóng xạ của những người tham gia giải cứu có thể lên tới con số hàng chục tới hàng trăm người có mặt tại đó. Đến nay, thảm họa này vẫn được liệt vào danh sách thảm họa hạt nhân cấp độ 5 trên thang đo INES. Một nhân vật đặc biệt cũng đã xuất hiện trong sự kiện này, Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, khi đó là một sĩ quan trẻ, thành viên của đội 26 người, trong đó có 13 tình nguyện viên Hải quân Mỹ đã tham gia dọn dẹp tai nạn nguy hiểm này. Sau đó, ông cũng được ca ngợi là một trong những anh hùng của người dân Canada khi tham gia khắc phục sự cố và ngăn nó trở thành một trong những thảm họa hạt nhân lớn hơn nhiều. 2 năm sau, vào năm 1954, lò phản ứng này cũng được đưa vào sử dụng trở lại và bị cho đình chỉ vĩnh viễn từ năm 1993 cho tới nay. Thảm họa ở cấp độ tương tự là tại nhà máy Windscale Fire ở Anh vào năm 1957. Ngày 10 tháng 10 năm 1957,
một thanh nhiên liệu hạt nhân uranium tại nhà máy Windscale, vùng nông thôn Cumbria ở phía tây bắc nước Anh, bị quá nhiệt và bốc cháy tạo nên một chuỗi các sự kiện kinh hoàng. Nó được xem là có nguy cơ còn tồi tệ hơn thảm họa Chernobyl nếu không kịp thời xử lý. Vài ngày trước thảm họa ngày 7 tháng 10 năm 1957, các nhân viên nhà máy hạt nhân Windscale đã thực hiện quy trình bảo dưỡng hệ thống làm mát của lò phản ứng. Tuy nhiên, các nhân viên đã mắc sai sót dẫn đến các kết quả đo nhiệt độ không chính xác. Khi quá trình phân hạch hạt nhân được tái khởi động, than trì trong lò phản ứng tăng đến nhiệt độ cao nguy hiểm. Vài ngày sau, các nhân viên nhà máy mới phát hiện ra lửa cháy đã lan tới các thanh uranium. Có người kể lại rằng, chúng tôi hoàn toàn kinh hãi khi nhìn thấy 4 kênh dẫn nhiên liệu hạt nhân đang phát sáng màu đỏ sực. Đây là dấu hiệu cho thấy các thanh nhiên liệu hạt nhân đang bốc cháy trong điều kiện nhiệt độ cao. Vào ngày 11 tháng 10, ngọn lửa đã đạt nhiệt độ 1.300 độ C. 11 tấn uranium đã bốc cháy và các nhân viên nhà máy ngày càng tuyệt vọng. Trong tình thế nước tới đầu mới nhảy, một ý tưởng đã được đề ra là tắt tất cả các hệ thống làm mát và thông gió để ngăn không khí xâm nhập vào nhà máy. Kế hoạch này giúp ngọn lửa không được tiếp thêm oxy trong khi nước được đưa qua các lỗ và lò phản ứng. 24 giờ sau thì ngọn lửa tắt dần. Các thông tin về sự cố hạt nhân được chính phủ Anh giữ bí mật cho đến năm 1988. Sự cố tại nhà máy hạt nhân Windscale được xếp vào mức 5 trên thang 7 mức độ nghiêm trọng trong những vụ tai nạn hạt nhân quốc tế của INES. Windscale là nhà máy sản xuất uranium phục vụ dự án chế tạo bom nguyên tử. Hoạt động của nhà máy được giữ bí mật trong suốt giai đoạn chiến tranh lạnh. Người Anh hy vọng phía Mỹ sẽ chia sẻ công nghệ chế tạo vũ khí hạt nhân, nên nếu công bố sự cố ở nhà máy Windscale thì điều này có thể khiến Mỹ nghĩ lại. Chính phủ Anh ước tính có khoảng 30 người bị ung thư do ảnh hưởng của phóng xạ rò rỉ ra bên ngoài. Trên thực tế, các nghiên cứu cho thấy có ít nhất 240 người chết vì ung thư do nhiễm phóng xạ và hàng trăm người khác chịu các di chứng suốt đời. Rất may, nhà máy đủ xa khu dân cư nên con số thiệt mạng và di chứng chưa chạm tới con số hàng nghìn. Trong một nghiên cứu công bố vào năm 2007, các nhà khoa học Anh đã phát hiện lượng phóng xạ rò rỉ ra bên ngoài cao gấp đôi so với những gì được công bố. Bụi phóng xạ được xác định lan tỏa xa đến lục địa châu Âu. Fogustodow, chính trị gia Ireland, một quốc gia hàng xóm nằm ngay sát Anh quốc, đã tỏ ra khá hốt hoảng và cho rằng: "Cho đến bây giờ, chúng ta chưa bao giờ biết rõ hậu quả của sự cố rò rỉ phóng xạ này. Chúng ta vẫn chưa biết sự thật về những gì đã xảy ra." Một thảm họa nữa cũng đạt cấp độ 5 vào năm 1987 tại viện Goiânia của Brazil. Khi viện y khoa phóng xạ Goiânia đóng cửa vào năm 1985, thì những viên chức đã bỏ lại tại chỗ một thiết bị chữa bệnh vẫn còn chứa cesium hay là chất CZCE-137. Sau đó, có nhiều người vô gia cư đến tạm trú ở cơ sở bỏ hoang này. Ngày 13 tháng 9 năm 1987, hai thiếu niên đã gỡ đầu của thiết bị đó và ăn cắp mang đi. Hai anh em họ đã bán nó với giá $30. Cả ba người đều không biết vật tỏa ánh sáng màu xanh đó là chất phóng xạ cesium CZ-137 và màu xanh là biểu hiện của hiệu ứng Cherenkov. Giao dịch này tưởng là mối hời, nhưng nó lại là khởi đầu cho một chuỗi lây nhiễm khác. Sau vài hôm, vợ của người lái buôn nhận thấy những người thân cận của mình đều phát hiện cùng những triệu chứng bệnh tiêu hóa như là ăn không ngon miệng, nôn mửa và tiêu chảy. Ngay tối hôm đó, báo động được lan giữa công chúng và khiến chính phủ liên bang Brazil và IAEA phải can thiệp. 10 vạn người đã được kiểm nghiệm, trong đó có 1.000 người bị nhiễm một lượng tương đương với một năm hấp thụ phóng xạ tự nhiên. Khoảng 97% những người này đã hấp thụ từ 10 đến 200 millisievert và có 0,05% đến 1% có nguy cơ bị ung thư vì phóng xạ. 244 người đã bị nhiễm một lượng đáng kể, trong đó có 129 người nội thân bị nhiễm. Đa số những người bị nhiễm nội thân này đã hấp thụ một liều lên tới 50 millisievert. Tất cả các nạn nhân đều được chính phủ liên bang Brazil bồi thường và chạy chữa miễn phí. Người ta điều khiển từ xa một robot ủi đất phá hủy nhà của người lái buôn, đốn cây và cạo đất ở những nơi bị ô nhiễm. Những mảnh vụn của căn nhà cùng với 15 tấn những vật liệu bị nhiễm xạ khác được đổ vào những thùng phi và chở đi một nơi hẻo lánh cách Goiânia 30 km. Người ta đóng 4 quan tài, mỗi chiếc nặng 600 kg để linh niệm 4 nạn nhân đã chết. Trên phương diện hình sự, 7 người bị truy tố, trong đó có 5 người bị truy tố về tội vô trách nhiệm dẫn đến tử vong. 5 người đó là cựu giám đốc bệnh viện y khoa phóng xạ Goiânia, 3 bác sĩ của bệnh viện và chuyên gia đã lắp đặt thiết bị phóng xạ cho bệnh viện. Vụ nhiễm phóng xạ Goiânia này là một bài học vô cùng đắt giá cho ngành y thế giới.
Tiếp theo vẫn ở cấp độ 5 là sự kiện tại nhà máy Three Mile Island ở Pennsylvania của Mỹ vào năm 1979. Nhà máy điện hạt nhân Three Mile Island, gọi tắt là TMI, được khởi công xây dựng vào ngày 10 tháng 5 năm 1970 tại một địa điểm gần sông Susquehanna, chảy ngang qua thành phố Middletown, bang Pennsylvania, và do công ty Babcock & Wilcox thiết kế với tổng vốn đầu tư lên tới 400 triệu đô la Mỹ. Sau 8 năm hoạt động của tổ máy số 1, tổ máy thứ 2 TMI-2 được xây dựng và đưa vào sử dụng vào cuối năm 1978. Thế nhưng chỉ mới hoạt động được 3 tháng thì TMI-2 đã gặp sự cố và sáng sớm ngày 28 tháng 3 năm 1979 gây nên thảm họa hạt nhân dân sự lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Sự cố bắt đầu xảy ra vào lúc 4 giờ ngày 28 tháng 3 năm 1979 khi hệ thống bơm nước làm mát lọc vào nước hạt nhân bỗng ngừng hoạt động, không biết do gặp trục trặc kỹ thuật hay gặp sự cố về điện. Do thiếu nước làm mát khiến nhiệt độ bên trong lò phản ứng tăng cao, van áp lực của lò đã bị một ai đó khóa kín trong đợt kiểm tra trước đó 24 tiếng đồng hồ mà quên khởi động hệ thống đóng mở tự động. Đến 7 giờ 45 phút, do áp suất trong lò phản ứng tăng cao quá mức đã làm bung nhiều van điều tiết áp suất khiến một lượng lớn hơi nước, khí hydro có chứa phóng xạ thoát ra ngoài và lan nhanh khắp nhà máy, rồi sau đó là ra môi trường xung quanh nhà máy. 8 giờ 15 phút, lệnh báo động được ban hành khắp nhà máy. Đến thời điểm này thì ông bà, ông vải cũng không thể gánh nổi được con cháu khi một lượng lớn khí xenon có chất gây ung thư đã liên tục lan ra môi trường với tốc độ bàn thờ. Nó đã diễn ra hơn 8 tiếng đồng hồ và chỉ được khắc phục vào buổi chiều cùng ngày. Chính quyền cũng nhanh chóng di tản người dân ra xa khỏi khu vực này. Các cuộc điều tra được công bố sau đó của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Phúc lợi Xã hội, Bộ Năng lượng và Chính quyền bang Pennsylvania cho biết có khoảng 2 triệu người dân sinh sống trong vùng đã bị nhiễm phóng xạ từ 1 đến 6 mg, đặc biệt có người bị nhiễm đến 75 mg. Đây là lý do khiến chính quyền bang Pennsylvania đã khuyến cáo người dân đến các cơ sở y tế để kiểm tra mức độ lây nhiễm phóng xạ để kịp thời có các biện pháp bảo vệ sức khỏe. Một cuộc điều tra độc lập của ngành y tế bang Pennsylvania cho biết kết quả, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tử vong trong năm 1979 đã tăng đến 28% so với năm 1978. Trong đó cá biệt tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới 1 tháng tuổi đã tăng đến mức 54% so với năm 1978. Trong khi đó, tỷ lệ người dân mắc chứng ung thư đã tăng 49% trong thời gian từ năm 1979 đến năm 1984. Sau đó chỉ còn một tổ máy hoạt động tại nhà máy điện hạt nhân Three Mile Island và đến năm 2014 thì ngừng hẳn hoạt động. Vụ tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Three Mile Island cũng trở thành chủ đề đấu tranh của các tổ chức bảo vệ môi trường trên khắp nước Mỹ và là đề tài để các nhà văn, nhà làm phim khai thác triệt để. Đây được xem là thảm họa hạt nhân dân sự lớn nhất trong lịch sử thành lập nước Mỹ và cũng là sự cố nhà máy hạt nhân thương mại nghiêm trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Thảm họa duy nhất đạt cấp độ 6 là tại nhà máy Mayakistim tại Liên Xô vào năm 1957. Tại nhà máy hóa chất Mayak ở thị trấn bí mật Chelyabinsk 40, nay là thành phố Ajax, ngày 29 tháng 9 năm 1957, đã xảy ra một vụ nổ với việc giải phóng một lượng lớn các chất phóng xạ. Thảm họa này chỉ được công bố chính thức sau hơn 30 năm, tức là vào tháng 7 năm 1989, mặc dù vào tháng 4 năm 1958, phong bức xạ cao đã được ghi nhận ở Liên Xô. Các tờ báo Xô Viết đưa tin, cư dân ở Nam Ural đã chứng kiến một cực quang độc đáo tỏa sáng bí ẩn. Thảm họa kỹ thuật này sau khi được nhà nước công nhận được gọi là vụ tai nạn Kistim chỉ vì khu định cư gần nhất với thị trấn bí mật kia là thành phố Kistim. Trước đó, nhà máy hóa chất Mayak được xây dựng từ năm 1945 sau một cuộc họp của Ủy ban đặc biệt thuộc Hội đồng Nhân dân Liên Xô đã quyết định xây dựng một nhà máy mang số 817 là nơi chế tạo bom nguyên tử. Chất thải từ nhà máy này được đổ thẳng ra môi trường và một phần được cho vào thùng để chôn dưới lòng đất. Nói chung là việc tuồn các chất độc hại xuống nước sông Tô Lịch ngày nay như muối bỏ biển nếu so với lực lượng chuyên xả thải của các anh Liên Xô thời đó. Đây là thảm họa cấp 6 trên 7. Theo giả thiết chính thức thì nguyên nhân gây ra vụ nổ bể chứa chất thải hạt nhân là do hệ thống ống làm mát của nó bị hỏng. Khi phát hiện ra các ống bể này bị rò rỉ thì các chuyên gia đã quyết định tắt hệ thống làm mát trong quá trình sửa chữa nhưng không thể nhanh chóng khắc phục vấn đề. Và muối acetat và nitrat là chất nổ bắt đầu khô và tụ lại trên bề mặt bể.
Vào ngày 29 tháng 9 năm 1957, chúng phát nổ do một tia lửa vô tình phát sinh. Do vụ nổ với công suất tương đương 80 tấn TNT, công trình số 14 vào thời điểm đó có khoảng 80 mét khối các hợp chất phóng xạ ở dạng lòng đã bị phá hủy hoàn toàn. Vỏ bảo vệ của nó nặng tới 160 tấn bị hất ra xa 25 mét. Đám mây phóng xạ hình thành sau vụ nổ đã bốc lên cao 1 đến 2 km và bị gió Tây Nam thổi dạt về phía Đông Bắc, để lại phía sau cái gọi là vết phóng xạ Đông Ural có chiều dài 300 km và chiều rộng từ 5 đến 10 km. Chỉ trong 11 tiếng, lượng phóng xạ đã lây nhiễm khu vực có 270.000 cư dân. Không một người nào chết trực tiếp do vụ nổ trong thảm họa Kishtim, nhưng gần 90% các chất phóng xạ gây chết người đã xa lắng trên địa bàn của một thị trấn mà chính quyền đã giấu tên. 10% còn lại đủ để hơn 90.000 người sống ở các vùng lân cận nhận được một lượng phóng xạ đáng kể để có thể mắc các bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, con số chính xác thiệt hại đã không được công bố bởi lý do chính trị phức tạp khi đó của chính quyền Liên Xô. Tới năm 1959, một khu bảo vệ đã được hình thành dọc theo toàn bộ chiều dài của vết bụi phóng xạ từ thảm họa Kishtim, nơi bị cấm tiến hành bất kỳ hoạt động kinh tế nào. Khu bảo tồn được gọi là nguyên tử, nơi các nhà khoa học di truyền nghiên cứu ảnh hưởng của bức xạ đối với thế giới sống. Đến với cấp độ cao nhất trong thang đo INES trong thảm họa kép tại Fukushima, Nhật Bản vào năm 2011. Đầu năm 2011, Nhật Bản đã phải đón nhận thảm họa kép khi trận động đất 9 độ Richter mạnh đến mức khiến trái đất lệch khỏi trục và gây ra cơn sóng thần quét qua đảo Honshu, khiến gần 20.000 người thiệt mạng hoặc mất tích và xóa sổ nhiều thị trấn. Bên cạnh đó, tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở tỉnh Fukushima, cơn sóng khổng lồ đã tràn qua các hệ thống bảo vệ và làm ngập các lò phản ứng, gây ra thảm họa nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe người dân. Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi nằm ở thị trấn Okuma thuộc tỉnh Fukushima, trên bờ biển phía đông Nhật Bản và cách thủ đô Tokyo khoảng 220 km về phía đông bắc. Vào lúc 14 giờ 46 phút ngày 11 tháng 3 năm 2011, trận động đất xảy ra làm rung chuyển thành phố Sendai nằm cách nhà máy điện khoảng 97 km. Các hệ thống cảnh báo tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi đã phát hiện ra trận động đất vào ngày 11 tháng 3 năm 2011 và tự động đóng các lò phản ứng hạt nhân. Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 12 tháng 3 năm 2011, một vụ nổ đã xảy ra tại một trong những lò phản ứng hạt nhân bị trục trặc ở nhà máy điện Fukushima Daiichi. Máy phát điện diesel khẩn cấp được kích hoạt để tiếp tục bơm chất làm mát xung quanh các lõi trong lò phản ứng, vốn vẫn cực kỳ nóng ngay cả khi các phản ứng hạt nhân dừng lại. Tuy nhiên, ngay sau đó, một con sóng cao hơn 14 mét đã ập vào nhà máy Fukushima. Con đê bảo vệ cũng phải chào thua khi nước đã tràn qua bao quanh nhà máy, làm ngập nhà máy điện và làm sập các máy phát điện khẩn cấp. Các công nhân đã bơm nước biển vào nhà máy điện hạt nhân và cố gắng làm mát các lò phản ứng vì hệ thống làm mát đã bị hỏng. Sau đó, công nhân đã gấp rút khôi phục lại nguồn điện. Nhưng trong những ngày đó, nhiên liệu hạt nhân tại 3 trong số các lò phản ứng đã quá nóng và làm tan chảy một phần các lõi. Điều này được gọi là nóng chảy hạt nhân. Hai vụ nổ khác đã làm rung chuyển nhà máy điện vào ngày 14-15 tháng 3 năm 2011 và sau đó ngọn lửa bùng phát tại một lò phản ứng, làm hư hỏng nặng các tòa nhà. Chất phóng xạ bắt đầu rò rỉ vào bầu khí quyển và biển Thái Bình Dương. Ít nhất 16 công nhân bị thương trong các vụ nổ, hai người đã bị bỏng phóng xạ và có vô số người khác xung quanh khu vực bị phơi nhiễm vì cố làm mát lò phản ứng. Ngoài ra, 3 người được cho là đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị phơi nhiễm ở mức độ cao. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế phân loại thảm họa Fukushima là sự kiện cấp độ 7, tức là mức cao nhất và là thảm họa nghiêm trọng đứng thứ 2 sau sự cố ở nhà máy điện hạt nhân Chernobyl tại Ukraine hồi năm 1986. Đến năm 2017, một tòa án đã ra phán quyết chính phủ Nhật Bản phải chịu một phần trách nhiệm và phải bồi thường những người dân bị buộc phải sơ tán. Chính phủ Nhật Bản đã chi khoảng 300 tỷ đô la Mỹ để tái thiết khu vực bị sóng thần tàn phá. Tiến trình dọn dẹp và ngừng hoạt động của nhà máy mất đến 30 đến 40 năm và tiêu tốn hàng tỷ đô la Mỹ. Thảm họa hạt nhân kinh hoàng nhất của nhân loại là tại nhà máy Chernobyl, Ukraine năm 1986.
Vào ngày 25 và 26 tháng 4 năm 1986, vụ thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử ngành năng lượng hạt nhân đã xảy ra gần Pripyat, Ukraine, lúc này còn thuộc Liên bang Xô Viết cũ. Một lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã phát nổ. Các nhà khoa học ước tính đến đời cháu chắt cũng không thể sinh sống xung quanh khu vực nhà máy cũ nữa, ít nhất là cho tới 20.000 năm sau. Đây là nơi được Liên Xô đầu tư rất nhiều vào năng lượng hạt nhân sau Thế chiến thứ hai. Bắt đầu từ năm 1977, các nhà khoa học Liên Xô đã lắp đặt 4 lò phản ứng hạt nhân RBMK tại nhà máy điện Chernobyl. Vào ngày 25 tháng 4 năm 1986, việc bảo trì định kỳ được lên kế hoạch tại lò phản ứng số 4. Các công nhân đã lên kế hoạch kiểm tra xem lò phản ứng này có khả năng tự làm mát hay không nếu bị mất điện. Tuy nhiên, trong quá trình thử nghiệm, họ đã vi phạm các giao thức an toàn. Nguồn năng lượng tăng vọt bên trong nhà máy, ban quản lý nhà máy đã cố gắng vô hiệu hóa lò phản ứng hoàn toàn. Tuy nhiên, một đợt gia tăng năng lượng khác đã gây ra một chuỗi các vụ nổ bên trong lò phản ứng số 4. Cuối cùng, lõi hạt nhân bị quá tải nhiệt. Nó đã giải phóng một lượng khổng lồ chất phóng xạ vào khí quyển. Điều đáng lên án nhất là Liên Xô lúc đó không muốn công khai thảm họa này rộng rãi, do việc này có thể kéo theo những rủi ro chính trị đáng kể. Nhưng chính quyền đã phải nhượng bộ trước sức ép của dư luận. Liên Xô cuối cùng đã buộc phải đưa ra một xác nhận ngắn gọn về thảm họa này vào ngày 28 tháng 4 năm 1986. Sau đó, thế giới nhận ra rằng Chernobyl là một trong những thảm họa khủng khiếp nhất lịch sử loài người. Trong bầu khí quyển ở thời điểm lúc đó vẫn có hơn 30% trong tổng số 190 tấn uranium còn sót lại sau thảm họa. Chính quyền cũng đã thiết lập khu vực cách ly trong bán kính 30 km xung quanh lò phản ứng số 4. Không giống như các vụ đánh bom ở Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai, vụ nổ này giống như một quả bom bẩn rất mạnh. Tác nhân gây thiệt hại chính là ô nhiễm phóng xạ. Đám mây từ lò phản ứng đang cháy mang theo rất nhiều chất phóng xạ khác nhau, chủ yếu là hạt nhân phóng xạ iốt và cesium trên hầu hết châu Âu. Bụi phóng xạ hoạt động cao được ghi nhận ở các vùng lãnh thổ thuộc Belarus, Nga và Ukraine. Toàn bộ hơn 115.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực cấm 30 km xung quanh nhà máy điện hạt nhân và hơn 600.000 người đã được huy động để khắc phục hậu quả. Hội nghị Chernobyl do IAEA và WHO tổ chức đã diễn ra vào năm 2005. Theo ước tính, thảm họa này đã gây thiệt hại lên đến 235 tỷ đô la Mỹ, khoảng gần 8 triệu tỷ đồng Việt Nam tính tới năm 2022. Belarus, nơi có 23% lãnh thổ bị ô nhiễm do phóng xạ, đã chi 22% tổng ngân sách năm 1991 cho việc khắc phục thảm họa này. Cũng trong hội nghị này, một bản báo cáo đã chỉ ra rằng có 5-6 người chết ngay lập tức, trong đó bao gồm 47 công nhân và 9 trẻ em chết vì ung thư tuyến giáp. Thông tin này được công bố bởi Ủy ban Khoa học của Liên Hợp Quốc về tác động của bức xạ nguyên tử. Riêng Tổ chức Hòa bình Xanh ước tính tổng số người chết là 93.000 người. Tuy nhiên, hậu quả đầy đủ và chính xác của thảm họa tại nhà máy điện Chernobyl vẫn còn gây ra nhiều tranh luận bởi có quá nhiều báo cáo sai lệch được đưa ra từ các tổ chức lớn. Bên cạnh đó, hậu quả đối với rừng và động vật hoang dã xung quanh cũng là một vấn đề lớn cần được giới khoa học tập trung nghiên cứu. Ngay sau tai nạn, một vùng diện tích rộng khoảng 10,4 km2 được gọi là Red Forest. Lý do của tên gọi này là vì có quá nhiều cây cối đã chuyển sang màu nâu đỏ. Chúng đã bị chết sau khi hấp thụ phóng xạ ở liều lượng cao. Và cuối cùng, thảm họa đã góp phần thúc đẩy sự kết thúc của Liên bang Xô Viết, đồng thời còn đẩy mạnh phong trào chống hạt nhân trên toàn cầu. Những gì còn sót lại của lò phản ứng số 4 hiện nằm trong một cấu trúc thép khổng lồ. Cấu trúc này được xây dựng vào cuối năm 2016. Những nỗ lực ngăn chặn và giám sát mức độ phóng xạ và công tác dọn dẹp dự kiến sẽ kéo dài đến ít nhất là năm 2065. Ngày nay, Chernobyl còn là một địa điểm du lịch hấp dẫn du khách. Người ta bị hấp dẫn bởi tính lịch sử cũng như sự nguy hiểm của nó. Thảm họa kinh hoàng này mãi là một lời cảnh tỉnh con người từ nay cho đến mai sau. Từ những thảm họa trên, chúng ta có thể thấy rằng cần phải hiểu rõ cũng như cần nâng cấp các giải pháp công nghệ an toàn khi sử dụng năng lượng hạt nhân trong mọi lĩnh vực nói chung. Nếu thấy video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của GSGO. Trên màn hình là một số video hay ho khác dành cho các bạn. Hãy lựa chọn và nhấn vào nó để tiếp tục thưởng thức. GSGO xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.